Hello guys, welcome back to my channel, MRO. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình, MRO. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip mà mình một cái nick mà mình rất là ghét. Tuy nhiên thì nó rất là phổ biến ở thời điểm beta hiện tại, đó là cái nick chúng ta có một cái nick đó chính là Royal Zion. Royal Zion Hunter Fisherman Elixir Wizard Barbarian. Cái nick này có phiên bản đó là đôi khi nó có cả Skeleton Dragon. Tuy nhiên thì với phiên bản này nó vẫn là gọi là original thôi, là phiên bản đầu tiên. Ok, và chúng ta sẽ đến vào Wallacy. Các bạn đừng quên là follow Wallacy on Twitter nha. Mình sẽ để phần mô tả phía bên của video. Đây mình sẽ đây cái deck của anh ta đây, Wallacy, một pro player rất là tốt. Kỹ năng của anh ta những cái mùa gần đây thì anh ta finish những top rất là cao. 8.000, cao nhất là 8.000. Mùa trước thì finish là top 18, không tệ một chút nào. Ok, và chúng ta sẽ đến vào game đầu tiên, Wallacy Mohammed. Đây là một deck mà gọi là mirror matchup. Mình chọn ra những cái matchup kiểu này thì nó sẽ gọi là như này. Nó sẽ điển hình cho các bạn khi mà các bạn đánh game beta. Để đâu vẫn là buồn. Các bạn nhìn thấy là mắt chấp nó có mirror thì thông thường thì có một cái điều các bạn cũng biết là khi mà các bạn đánh mirror mắt chấp thì các bạn nên sử dụng những cái con mà nó ít bị counter, tức là nó có thể counter, nó có thể giết được so với những con bài khác thì nó có thể solo mà nó chỉ chiến thắng được nó con bài còn lại. Thì các bạn lại sai của nó thì càng nhanh hơn. Đây các bạn có thể thấy là trong cái matchup này thì thông thường họ sẽ dùng Fisherman để kéo con Hunter về phía sau khi mà có combo của Royal Zion nữa. Như vậy thì họ sẽ con Hunter sẽ không defend được. Và thông thường sẽ sử dụng Fireball cho một cái whip, mình nghĩ là whip sẽ hợp lý hoặc đôi khi là Hunter. Chứ còn Fireball cho con Fisherman thì không hợp lý một chút nào. Các bạn thấy là đấy, khi mà con này biết cái đặc điểm của deck này đó chính là cái sự tận hại của con Fisherman gần như. Như là cái sự đột biến nó xuất phát từ con Fisherman khi mà các bạn chỉ cần combo Royal Zion đi lên, sau đấy là Fisherman ở phía sau kéo lại Hunter, Ewip sẽ làm chậm con Hunter lại. Fisherman có một cái điều rất là hay đó chính là nó có khả năng làm chậm và nó kéo đối phương, nó kéo con phòng thủ của đối phương mình phía sau. Vì vậy là cái deck này mình phải nói là khi mà đánh góp là bạn đánh góp hay cứ nào là 100%. Cái deck này nó có một cái lệnh nó có một cái yếu điểm đó chính là khi mà gặp được cái deck như kiểu Electro Dragon thì nó sẽ không được, bởi vì mình gặp Fisherman hay là Fisherman không tạo được phản ứng, đặc biệt là nó rất sợ gặp cái deck Electro Dragon có cả kill, có cả kill, có cả bởi vì là một vài vô hình cái deck một vài vô hình Electro Dragon không chết. Vì vậy khi nó tạo được attack giải đấu bạn đã có ngang những cái cao thơ của mình sẽ có lên một thảo. Đấy các bạn thấy sự bất chấp của cái này, nhưng mà bất chấp này nó khác rồi, nó làm trầm trầm. Mình đã từng xem các pro player Hot Cycle đánh những cái bất chấp kiểu này trầm trầm đến Jason Kuhu, đến Lucas Gamer của Jack Kuhu. Jack mới mùa rồi có đánh vài trận mà bên và trận một cycle, tuy nhiên thì anh ta tốt bằng những cái chi vì bên chúng ta bây giờ nó khó hơn nữa là lát đầu nó lát đầu thì nó khác. Tôi khi nhìn thấy là gặp qua một cái là xây dựng ở trong những trận đấu đến rất nhiều với nhau mà toàn thấy là red cap xong đến là coi ở dây sẽ đánh rất là khó. Wallacy và đẩy quân hay hơn.
game. Ok, chúng ta sẽ vào cái replay thứ hai. Group Band. Một player cực kỳ nổi tiếng, Group Band của Wallace. Cái deck mà Ruben anh đang chơi đó là Fisherman, một con Nightwish. Đây là một cái deck phải nói là nó như này, nó counter được cái deck Rider Giant, nó counter được. Tuy nhiên mình sẽ xem nó sẽ như thế nào, bởi vì các bạn biết là một Fireball và một Fireball với lại một cái con Barbarian sẽ nhận được con Nightwish. Tuy nhiên chẳng bác nó sẽ support được cho con Titan phía sau. Và cái deck này nó thật sự rất là khó, vì có thể nên là phòng thủ khi mà Ruben anh đang dồn nhiều Ellie và công Red Jack. Đôi khi anh đang chỉ cần con Barbarian Red Jack thôi, còn mini tank thì nó vẫn có thể là công được. Tuy nhiên thì thông thường các bạn không bao giờ sử dụng Barbarian để làm tank, vì tank nó quá yếu, mini tank quá yếu. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là Fisherman kéo được các bạn Hunter Fire còn đây là Red Jack, nhưng mà tank chưa đủ, anh nằm xuống rồi. Giờ này thì cũng bẹt hơi phụ, nghĩ là anh ta nên đánh chậm hơn. Phải nói thực sự là Royal Giant là một cái deck mà khi mà nó có sự kết hợp với Fisherman và Hero Spirit, nó tạo ra một cái điều khác biệt so với quần tầng còn lại. Nên là tại sao các bạn biết là các pro player ACRL thường sử dụng deck này thì nó cao. Bây giờ The Ruben anh ta đổi hướng, có khi lại ta sẽ không sử dụng thủ đến lãnh trụ phía bên phải nữa, bởi vì là xuống nó còn 1.000 máu thì nó nguy hiểm quá. Thế các bạn cứ cố gắng vào thử thì gần như là được Fisherman kéo đến. Thông thường thì họ đặt Fisherman kéo ở góc như thế này, kéo con Royal Band như thế này. Tuy nhiên thì có là C Fire Ball mình dài hơn, nó chắc như này là không đủ. Như thế em có một cái tình trạng như thế này thì gần như là không đủ được đông bài 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 bài. Chạp nữa chúng ta sẽ đến nữa. Anorgin King, đây là Sparky Toledo, Hill Spirit, Mini Vekka, Awip. Cái deck này nếu mà con Fisherman không chạm được con Sparky thì thực sự đó là một thảm họa cho Royal Zen, bởi vì Sparky nó đặt điểm rất sâu, đánh không chắc chắn sẽ cần một đánh không chiều với lại Royal Titan. Và đôi khi chỉ cần một con mini deck thôi, đội vẫn là không. Còn Ewit thôi cũng đi quen Royal Titan cực kỳ mượt mà. Những lần mà mình đối mặt với lại deck Hero Spirit với lại Sparky Titan thế này, rất là khó đánh nhé. Nếu bạn có một cái trong cái tune reset như vậy rất là khó defend cái deck này. Nhiều khi cũng xúc bằng một pha của mini BK cộng với lại Sparky đi lên thế nào chỗ. Lần này thì Wallace anh ta bắt bài rất là tốt khi mà con Awip đặt phía cầu và chặn được con Sparky. Tuy nhiên này, khi mà hình dung một đối phương thì ra là họ biết được là đối thủ của mình chơi deck gì. Tại vì trong những cái mờ và những top player khoảng 20-30 chẳng hạn thì gần như là họ biết một lúc này chỉ chơi một hai deck của đấy rồi. Vẫn có một hit nữa. 4 hit. What the fuck? 4 hit của Royal Giant. Thật
sự là phải nói rất rất đau, rất rất đau ở đâu đấy. Anh ta không nghĩ được là Royal Tiger trong cái thơm của Wallace tạo được bắn tới tận 4 cái tiền. Rồi đâu, hai khi tình thờ nhưng mà hai khi trong tình thờ nó không nói điều gì một chút nào. Bởi vì là cái deck của ai, cái deck của Wallace anh ta đã chơi bằng Royal Tiger chứ không bằng deck khác. Còn cái deck khác hay không, và chẳng là Crystal Man. Còn đối quyết với lỗi của Hollywood thì sao sau còn mình càng hợp lý. Và phải nói là một sự còn Crystal Man là một cái điều gì đấy khác biệt hơn so với một cái Legend còn lại. Quá khó chịu. Được Crystal Man có thể cân được cái ảnh trụ này luôn. Nhưng mà đó là sự support của Red Spirit. Còn đây từ vụ tách cái combo của Zion là Spartilla phía Red Spirit. Đúng là chất Skeleton Barbarian Hunter luôn. Bị tên quá. Bây giờ anh ta cần 5 hôn 2 quân là được. Bởi vì anh ta có cả một phát lên bảo hiểm. Cần Analyze Kinect đó là xe đẹp của Policy tập ngay tiếng. Tuy nhiên một phần nguyên quá. Còn này biết là đi lên rồi. Cái biết đâu. Royal Dragon là thời điểm Royal Dragon. Đây là thời điểm có thể kéo Royal Dragon. Kéo cái mini xe. Tốc thời tình. Mini xe ta. Nhiều quá. Policy anh ta đang bị trần trừ đấy, đã không đẩy một con Royal Dragon. Ta có thể đẩy được trong game này. Royal Dragon. Đây là thời điểm cho nên đang xuất hiện rồi. Sparky bây giờ chưa đủ. Chúng ta đánh hết cầu toàn. Từ cầu toàn. Cầu toàn. Đánh mắt đau đầu. Ta có thể ta đẩy một cách tốt hơn. Matchup này một ok, mình sẽ chọn một cái deck matchup này nó phù hợp hơn bởi vì là cái deck này nó phổ biến ở meta hiện tại, đó chính là cái deck work mocha Skeleton Barrels Spear, Golden Spear. Deck này nó có hai phiên bản đã gọi nó kết hợp với lại Firebreaker và Musketeer. Tuy nhiên thì mình thấy là cái deck có xuất hiện của Musketeer nó phổ biến hơn là Firebreaker. Ngày hôm qua chúng ta thấy là cái matchup cuối cùng khi mà Lai đánh với lại Azurfer, thì ta đánh cái matchup với deck này, ta có thắng. Ok, và trở lại đến một trận này. Thực sự phải nói là cái deck
ra này nó không phải là công cụ bổ ích của Slicker Dragon này. Sao? Một khi mà các bạn có Fist of Man cho Rare Dragon thì các bạn cũng chọn Moza nó nhẹ hơn nữa. Các bạn có đọc qua có thể Bye Bye Emerald không thành vấn đề gì. Vẫn có 2 hit nào đấy, 2 hit đến từ Bustin Tui còn Royal Dragon và con Fisherman đi chậm trộm mắt của nó. Tuy nhiên thì đổi hướng luôn. Hunter đâu? Đây là thời điểm Hunter. Đúng rồi, bắt được con Bustin Tui trước. Chúng khi mà các bạn, khi mà các bạn có tầm tay Hunter các bạn nên cũng như là các bạn phải xử lý con nào Royal Dragon hay lên. Bà Ria đâu? Bà Ria chậm của Royal Dragon hay lên. Nhiều bao phải nói là drop khi mà họ có ý định, khi mà các player họ có ý định đẩy hai con rare lên thì con đầu tiên thì thường là đi sau. Đấy là một cách nhận biết để các bạn biết là đối phương họ sẽ đối thủ họ sẽ chuẩn bị đánh như nào. Quân trong vòng 2 turn thôi thì bắt chấp nó quay lại, nó thay đổi 180 độ. Có rất nhiều đam, vừa là xin đam bắt chấp bật thắng trong cái lần. Cái này đánh ra khi mình đẩy thôi. Sau trận máu thì không có vấn đề đối với Royal Dragon. Số thay bôn hiệu, à đâu, thay bôn đúng rồi. Giờ là thay bôn à. Một mình ăn cơm mà. Và bắt được đã thay bôn Royal Dragon theo mình. Okay. Phải nói là một pha này. Và chúng mình vừa xin lỗi. Và chúng mình vừa xin lỗi. Thank you for watching. Cảm ơn các bạn đã xem. Đừng quên là nhấn thả like, share, subscribe kênh của mình. Cảm ơn. See you. Bye bye.